Một người sexy như em đã đạt được ý đồ của đạo diễn rồi. Đúng là biết dụ dỗ đàn ông mà. Giờ phải làm sao vậy em đây? Làm sao cái gì? Thì mình cứ tiếp tục chăm sóc em cho đến khi nào mà em tự nguyện rời khỏi công ty thì thôi. 10 triệu, đền đi. Mày á, chỉ là một cái thân phận nhỏ bé trong cái đoàn này thôi. Nghĩ sao á, mà có lên tiếng được vậy? Tốt nhất á, thì nên im cái miệng lại và diễn đi nha. Thấy cô than thở, không có xô nào ra hồn, tụi mới đi năn nỉ lạy lục van xin người ta. Còn bây giờ cô không muốn thì thôi cô trả đây, tôi đi tìm người khác làm. Thôi, để em làm, em nhận chấp này. Anh đã chấm em cho vai nữ chính trong dự án sắp tới của anh. Thì hôm nay mình sẽ cắt một cảnh rất là quan trọng. Em vô thay đồ trước đi nha. Em cởi đồ ra, em cuốn cái khăn này thôi. Tôi sẽ làm nghề bằng chính đôi chân của mình. Tôi không cần ai nâng đỡ hết.